Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hand Cam Vlog của Tùng. Lâu lâu thì Tùng cũng không lên máy cho mọi người tham khảo về các dòng máy quay phim siêu zoom của Sony. Vừa rồi thì Tùng cũng có về thêm được vài con. Trong đợt máy này Tùng về thì cũng đa phần là dòng máy cao cấp. Sau đây thì Tùng sẽ review thả cho sơ qua về thông số máy cho mọi người được tham khảo. Nếu mà mọi người nào cần cái inbox Zalo, Facebook cho Tùng, nhiều người vẫn hỏi về số điện thoại của Tùng thì Tùng xin đọc số điện thoại của Tùng là 0868 238 232. Và link Facebook của Tùng thì Tùng có đặt ở phần dưới mô tả. Mọi người cứ xem video của Tùng xong thì bấm vào phía dưới phần mô tả, nó sẽ hiện tất đầy đủ thông tin từ Facebook đến số điện thoại của Tùng và Zalo. Zalo của Tùng cũng là số chính của Tùng. Tùng cũng chỉ dùng một số thôi. Đó, bây giờ thì rất nhiều người cũng gọi là bán, nên là mọi người nên là cần chọn nơi uy tín. Chọn nơi uy tín để chúng ta gọi là giao dịch. Ví dụ như Tùng đây thì Tùng bán là tất cả là Tùng có trách nhiệm sản phẩm của Tùng bán ra. Và Tùng có ship COD cho mọi người được nhận hàng, kiểm tra xong thanh toán. Và Tùng bao lỗi đổi trả cho mọi người trong vòng 7 ngày nếu xác định máy lỗi không sử dụng được. Một là mọi người có thể là được phép lẫn đổi một sản phẩm khác, hoặc là có thể là gửi lại, Tùng sẽ hoàn tiền 100% và Tùng bảo hành 6 tháng kèm đủ phụ kiện cho mọi người sử dụng. Và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tùng, và đừng quên bấm chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà Tùng sẽ lên về tất cả các dòng máy quay phim siêu zoom Full HD của Sony. Thì đợt này thì Tùng không về được Panasonic nữa, thì Tùng chỉ về được Sony thôi. Đó. Và cũng có chia sẻ với mọi người một góc đam mê nho nhỏ của Tùng, đó là đam mê bẫy chim. Thì cũng rất mong mọi người ủng hộ Tùng. Có thể là có rất nhiều cái phiền hà nếu như mọi người theo dõi kênh Hanicam, nhưng mà nó lại có thêm một phần phụ, đó là phần chim, thì mọi người rất mong được mọi người thì thông cảm và tiếp tục ủng hộ Tùng, bởi vì đó cũng chỉ là một góc nhỏ đam mê của Tùng thôi. Tùng cảm ơn mọi người rất nhiều, thời gian qua cũng đã theo dõi kênh của Tùng và luôn luôn tương tác với Tùng, và rất nhiều người cũng đã ủng hộ Tùng các sản phẩm của Tùng bán ra. Đó, đợt này là do dịch Covid-19 nên là cái thời gian giao hàng cũng có thể là có chuyến hàng sẽ bị trục trặc, là vận chuyển chậm, và có chuyến hàng thì sẽ vận chuyển nhanh. Nên là những anh em nào mà chốt máy của Tùng và chuyển hàng nó có chậm 1-2 ngày thì rất mong mọi người thông cảm và chờ đợi. Và sau đây thì Tùng sẽ lên mấy con máy mới về cho mọi người được tham khảo. Vâng, đây là hai con 405. Thì Tùng vừa đóng hàng để chuyển đi cho anh em. Thì một con là về Thái Nguyên, một con là về Thái Nguyên và một con là về Thái Bình. Đó, đây là hai con CX405 mọi người nhé. Thì hai con này đã đóng hàng chuẩn đi rồi. Và ở đây Tùng có về thêm được một con PG540. Con PG540 này là hàng cấu hình cao cấp mọi người nhé. Đó, con này là hàng sách tay Nhật này. Đây mọi người nhé, hàng sách tay Nhật này. Tùng cũng đã review cho anh em về con 540 này rồi. Thì Tùng cũng chỉ nói sơ qua về dòng 540 này là dòng cao cấp, cao cấp so với dòng siêu zoom mọi người nhé. Bởi vì nhiều anh em nghĩ sai về dòng cao cấp, tức là về nếu mà về dòng siêu zoom thì tất cả những dòng này là dòng cao cấp này. Máy được thiết kế với ống kính là chống rung 50, là ống kính mắt liếc. Dòng này là chống rung cũng tốt mọi người nhé. Đây mọi người nhé, đây là ống kính chống rung 50 này. Đó, ống kính được thiết kế với ống kính mắt liếc này cho chúng ta là chống rung rất tốt này, không có độ rung lắc này, bởi vì là nó có độ đàn hồi này. Zoom được tích hợp với zoom quang học 30x và zoom mở rộng rõ nét của nó là 60x. Zoom mở rộng rõ nét là 60x.
đó, và thu âm 5.1 được tích hợp với wifi và dòng PG này thì có thêm máy chiếu. Máy chiếu này chúng ta có thể là trình chiếu hình ảnh ra màn hình chiếu bên ngoài. Độ phân giải chụp ảnh tĩnh là 9.2 megapixel. Thì con này là hàng sách tay Nhật, được tích hợp với màn hình cảm ứng 3 inch, màn hình cảm ứng 3 inch này đó. Dòng này là dòng sách tay Nhật nên là giao diện của nó là chỉ có tiếng Nhật thôi mọi người nhé. Và thẻ nhớ sử dụng là thẻ micro SD. Và dòng PG540 này chúng ta cũng có hai chân cắm, đó là audio out và mic in. Sử dụng pin FV, chúng ta có thể nâng cấp lên pin dung lượng lớn được. Đây là con PG540 mọi người nhé. Con này là tích hợp với wifi, máy chiếu, bộ nhớ trong 32GB kèm khe cắm thẻ nhớ micro SD. Để sử dụng lens của Sony, Sony Ranger, chống rung quang học Optical Standby Shot, zoom quang học 30x và zoom mở rộng rõ nét 60x. Thiết kế ống kính chống rung 50, ống kính là mắt liếc. Độ ổn định hình ảnh rất tốt và thu âm rất tốt mọi người nhé. Con này là con dòng cao cấp này. Con này là con hàng lướt đẹp như mới, còn đủ hộp. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ với Tùng nhé. Con này là con PG540 mọi người nhé. Hàng sách tay Nhật. Tiếp tục cũng lên một con PG540 nữa, hàng cũng hàng sách tay Nhật. Hai con này là hai con mã màu nâu, màu cà phê. Đó, con này cũng đẹp, hàng lướt đẹp. Thì con này cũng như cấu hình của con kia thì Tùng cũng không nói lại nữa. Đây là con thứ hai này, PG540 này. Con này là hàng sách tay Nhật mọi người nhé, giao diện nguyên tiếng Nhật. Nhưng mà mọi người cũng đừng ngại hàng Nhật. Ví dụ như là hàng Nhật chúng ta, ví dụ như là vào các icon này này, chúng ta cũng rất dễ sử dụng, bởi vì nó không có khác gì nhau cả. Đây, tất cả chúng ta đều có icon của nó. Đó, thấy không mọi người, thấy không? Nó rất tương đồng, không khác gì nhau cả, nên là chúng ta không có gì để khó sử dụng cả. Đó, dòng này là được tích hợp wifi nhé, chúng ta có thể là chuyển clip từ máy quay sang điện thoại qua đường truyền wifi. Thêm một con nữa là con PG275, con Sony HDR PG275. Thì Tùng con này Tùng sẽ nói sau, Tùng con này là Tùng chưa review bao giờ. Lát Tùng nó sẽ nói review về thông số kỹ thuật của nó rõ hơn cho mọi người được hiểu. Thì ở đây Tùng về thêm một con cao cấp, đó là con PG675. Chắc mọi người cũng biết khá nhiều về con này rồi. Tùng cũng review về con này cho mọi người xem rồi, về dòng CX675 và dòng PG675. Con này thì là hàng PG675, hàng Việt Nam mọi người nhé. PG675 hàng Việt Nam này. Đó, con này hiện tại đang còn bảo hành đến tháng 7 năm 2021. Tháng 7 năm 2021, đấy là còn bảo hành của hãng Việt Nam, hãng Sony Việt Nam bảo hành. Là đến tháng 7 năm 2021 là hết bảo hành. Con này máy đẹp như mới. Con này thì cũng cao cấp như con cao cấp như con 540. Con này cũng có độ chụp ảnh tĩnh là 9.2 megapixel và thu âm 5.1 kèm khe cắm thẻ nhớ micro SD, bộ nhớ trong 32GB, sử dụng pin FV và ống kính chống rung 50, ống kính mắt liếc. Cũng dòng này là dòng PG nên là có thêm máy chiếu. Con này là bản Việt Nam, máy Việt Nam nên là nó giao diện của nó là tiếng Anh mọi người nhé. Nhiều anh em thắc mắc với Tùng là có máy quay tiếng Việt không, thì Tùng xin khẳng định là tất cả những cái dòng máy quay đời sau này sẽ không có tiếng Việt. Kể cả máy Việt Nam chúng ta đều 100% là tiếng Anh.
và kể cả là máy Việt Nam cũng made in China đó, bởi vì Trung Quốc bây giờ chiếm 90% trên 90% là các công ty sử dụng sản xuất về các linh phụ kiện thiết bị điện tử, nên là bao giờ cũng vậy thôi. Khi hàng của chúng ta làm ra thì chắc chắn là phải mang thương hiệu của nước đó, nên là vẫn là made in China. Còn con này là con Sony Việt Nam phân phối nên được bảo hành chính hãng, bảo hành của Sony Việt Nam. Con này còn bảo hành đến tháng 7 năm 2020. Đây là con PG675 mọi người nhé. Để anh em nào cần thì cứ inbox và Zalo hoặc Facebook cho Tùng. Tùng sẽ chụp kỹ lại ảnh máy gửi cho mọi người. Và anh em ok thì Tùng sẽ ship COD nhận máy kiểm tra xong thì thanh toán. Con này thì bị mất mất hộp mọi người ạ. Là con PG675 này, còn bảo hành hơn 1 năm nữa này. Và mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng nhé, kể cả và cũng ủng hộ giúp Tùng một góc nhỏ đam mê, đó là đam mê bẫy chim. Tùng cảm ơn rất nhiều. Và sau đây thì Tùng sẽ lên một con máy hàng tương đối rẻ, đó là con PG275. Tùng sẽ nói rõ thêm về con này. Con này là con mã Sony HDR PG275, hàng xách tay Mỹ. Con này thì hình thức bên ngoài thì nó được thiết kế cũng không khác gì con PG440 hay con CX440 hay con CX405. Con này là mã PG, nó có thêm cái màn cái máy chiếu nữa mọi người nhé. Thì màn hình của nó sẽ dày ra như thế này. Nếu mà hàng không có máy chiếu màn hình sẽ mỏng bằng một nửa, nhưng hàng có máy chiếu màn hình sẽ dày ra. Thì hình thức của nó sẽ như con PG440. Thì để Tùng đọc sơ qua về thông số cho mọi người được hiểu. Đây là con PG275 được chụp ảnh tĩnh với chín chụp ảnh tĩnh là 9.2 megapixel này, bộ nhớ trong 8 GB này. Và zoom con này là zoom quang học của nó là 27x, zoom mở rộng rõ nét là 54x, ở góc ống kính mở rộng 29.8 mm, và có chế độ đua video rec là quay kép một file AVC-HD và một file MP4. Con này được tích hợp Wi-Fi NFC. Con này tích hợp Wi-Fi, chúng ta có thể là chuyển clip từ máy quay sang điện thoại qua đường truyền Wi-Fi bình thường. Đây là con PG275 mọi người nhé. Thì ở đây là máy chiếu này mọi người này. Và đây là led này, ống kính này. Ống kính là nắp ống kính là mở bằng tay này. Hai mic thu âm. Và zoom mở rộng rõ nét là 54x. Và zoom có zoom quang học là 27x. Con này được có tích hợp bộ nhớ trong là 8 GB, kèm khe cắm thẻ nhớ micro SD. Và đây là cổng project. Cổng project in, cổng HDMI out. Con này sử dụng pin BX1 mọi người nhé. Đây là vị trí tay đeo này, cáp sạc này. Đây là cáp sạc và cáp kết nối máy tính. Kết nối máy tính chúng ta có hai cổng cáp kết nối, một là qua cáp tay đeo này, hai là chúng ta có thể qua cổng này. Cổng này thì chúng ta lấy sạc Samsung đời cũ, dây sạc Samsung đời cũ chúng ta cũng kết nối được. Đó là hai cổng kết nối. Con này được thiết kế với màn hình thường 2,7 inch và có phím bấm. Đây là phím project, phím bật máy chiếu. Phím này là phím phím ở giữa này là phím tắt của bộ sưu tập. Đó. Và đây là vị trí loa, đây là khe cắm thẻ nhớ. Con này cũng có chống rung mọi người nhé. Chống rung quang học Optical Standby Shot. Dòng này con PG275 này tích hợp wifi nên chúng ta có thể là chuyển clip từ máy quay sang điện thoại qua đường truyền wifi bất kể nơi đâu. Đây là con PG275. Ở dòng PG275 này thì chúng ta chuyển clip như sau. Sau đây thì Tùng sẽ thao tác quay một đoạn clip để cho
Tùng sẽ chuyển cho mọi người xem. Khi chúng ta đã quay xong clip thì bước đầu tiên ở trên máy quay chúng ta ấn vào bộ sưu tập. Đây là phím bộ sưu tập này, chúng ta ấn vào bộ sưu tập trước này. Đó, xong chúng ta ấn vào menu. Chúng ta vào edit copy. Chúng ta ấn vào send to smartphone. Chúng ta chọn vào select on zip device. Ở đây nó sẽ hiện trên hai mục, một là on select on zip device, tức là chúng ta là thao tác là tích chọn video ở trên máy quay, và select on smartphone là khi chúng ta kết nối với điện thoại và chúng ta tích chọn video của máy quay ở trên màn hình điện thoại để chúng ta sao chép sang. Thì ở đây hai lựa chọn, chúng ta chọn lựa chọn nào cũng được. Như Tùng thì Tùng hay quen là select on this device, là tức là chọn ngay trên thiết bị máy quay của chúng ta. Mover là phim, mover photo là phim và ảnh, và photo là nguyên ảnh. Ở đây chúng ta cứ chọn, nếu mà chuyển phim thì chúng ta chọn mover, không thì chuyển cả phim cả thì chúng ta cứ chọn mover photo. Đó, đây là clip Tùng vừa quay đây mọi người nhé. Chúng ta sẽ tích chọn vào, chúng ta gạt xuống OK. OK tiếp. Sau đây thì máy nó sẽ ra tên wifi và mật khẩu wifi. Thì bây giờ ở trên thiết bị chúng ta đặt xuống, chúng ta không cần sử dụng nữa. Sau đây thì ở trên điện thoại chúng ta chọn vào ứng dụng Imaging Editor Mobile, thì chúng ta sẽ ấn kết nối với máy mới. Ở đây quét mã QR thì dòng PG275 này chưa có quét mã QR, chỉ có dòng PG675 hoặc CX675 thì sẽ có quét mã QR, nhưng dòng PG275 này không có quét mã QR, thì chúng ta sẽ chọn với kết nối với SSID. Chúng ta sẽ viết đủ hai dòng. Đây, ví dụ trên màn hình điện thoại nó đã ghi sẵn là Direct trừ ngang, cạnh ngang, thì chúng ta viết tiếp Direct HFD ZFH3 này. Tiếp tục là dòng mật khẩu GBEB, chúng ta viết đúng nhé, GBE hoa xong B STVS S hoa T thường V S. Sau khi chúng ta đánh xong rồi, chúng ta ấn vào kết nối. Chắc là đánh sai chỗ nào đấy. Đây, Tùng sẽ vào cài đặt wifi trong này. Tùng sẽ bấm vào đây và kết nối. Nó sẽ hỏi mật khẩu. Đấy, mật khẩu không đúng. Bây giờ Tùng sẽ đánh lại này. GBEB. Tùng xin lỗi là Tùng vừa đánh nhầm. GBEB STVS kết nối. Đấy, sau khi kết nối thì máy nó sẽ báo connect. Đây là đã kết nối mọi người nhé. Sau khi kết nối như thế này rồi, chúng ta trở vào ở trên điện thoại, chúng ta trở ra, chúng ta vẫn để máy quay một chỗ, chúng ta ấn vào trong ứng dụng Imaging Editor Mobile. Ở đây chúng ta có nhìn thấy chữ bắt đầu của PG275 này, chúng ta ấn vào bắt đầu. Đó, như mọi người đã thấy, nó đang sao chép.
Và bây giờ chúng ta trở ra bộ sưu tập của máy. Đây. Đây là clip Tùng vừa quay mọi người nhé. Đó, bình thường chúng ta chuyển sang màn hình điện thoại chúng ta xem sẽ đẹp hơn nhiều so với trên màn hình máy quay. Bởi vì màn hình máy quay nó không cao cấp bằng màn hình điện thoại được, nên khi chúng ta chuyển sang điện thoại chúng ta sẽ xem clip nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy là clip Tùng vừa quay giữa con PZ275 này cho mọi người được xem. Thì con này là hàng về giá thành của nó thì khá rẻ. Con này giá của nó chỉ ngang với con CX405. Nhưng ở đây zoom con PZ275 này là zoom 54x. Thì con CX405 là zoom 60x. Thì nó chênh nhau một chút về zoom, độ zoom xa. Nhưng đổi ngược lại thì con PZ275 này nó có thêm cái wifi, rất tiện cho chúng ta là chuyển clip từ máy quay sang điện thoại. Và có thêm máy chiếu, có thể chúng ta có thể là trình chiếu sang bên ngoài. Đây ví dụ như Tùng bật máy chiếu cho mọi người xem này. Bấm vào phím Project, Chọn. Ngay sau đây thì nó đã chiếu ra màn hình bên ngoài rồi. Đây. Đó. Chúng ta để càng xa thì nó chiếu càng rộng, càng to. Vừa rồi thì Tùng cũng đã lên cho mọi người tham khảo về mấy dòng máy quay mà Tùng mới về. Thì ở đây Tùng cũng đã đóng gồm hai con CX405 để chuyển một con về Thái Nguyên và một con về Thái Bình rồi. Hiện tại thì Tùng có những modem mà Tùng vừa giới thiệu cho mọi người xem. Nếu mọi người nào cần thì cứ inbox vào Zalo hoặc Facebook cho Tùng. Về thông số máy thì hôm nay Tùng nó có nói rõ thêm về con PZ275 này, còn những cái dòng PZ540 hay là PZ675 thì cũng Tùng cũng đã review về các video trước rồi. Thì mọi người cứ vào trang vào kênh của Tùng để tham khảo về các cấu hình máy. Và mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng và đừng quên nhấn chung thông báo để nhận tất cả các clip mà Tùng sẽ lên cho mọi người tham khảo về các dòng máy quay phim siêu zoom của Sony. Rất mong được mọi người ủng hộ kênh của Tùng để Tùng có thể phát triển kênh thêm nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.